Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thì sư báo trước, cái này là báo từ hồi tuần trước rồi chứ không phải là báo trước, là bây giờ mới báo, là kể từ bây giờ đó chúng ta bước vào một cái phần nó rất là khó nhằn của Phật giáo, đó là phần thiền định. Và nói về thiền định ấy, nó không có những cái nó bay bổng như là cái phần kinh. Và quý vị đừng có nghĩ là bây giờ tôi hành thiền là tôi sẽ có thần thông. Chưa đâu. Chừng nào quý vị chứng thiền, quý vị đắc tới ngũ thiền thì quý vị mới có thể hóa thông được. Và để mà hóa thông đó là quý vị phải thông thuộc 10 cái đề mục Kassina. Có nghĩa là 10 cái đề mục đó đó quý vị hành một cách thuần thục thì khi đó quý vị mới có thể biến hiện thần thông. Nhưng mà cái đó nó xa lắm quý vị, xa lắm. Hôm tuần trước sư đã hướng dẫn quý vị cái đề mục Kassina trắng, mà quý vị có thực hành thì quý vị sẽ biết nó không có dễ, nó phải nỗ lực ghê lắm. Đối với những người đó mà ở cái kiếp gần nhất họ là phạm thiên đó, hoặc là ở kiếp gần nhất họ có tu thiền thì họ tu tập những cái đề mục thiền nó rất đơn giản. Sư nói ví dụ họ nhìn một cái bông hoa màu trắng thì họ chỉ cần niệm trắng 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 là khi đó họ đắc định. Như trường hợp Bồ Tát của mình ấy, ngài mới 7 tuổi, ngài ngồi ở gốc cây, thói quen thôi, thói quen nhiều đời đó, ngài chỉ việc ngài theo dõi hơi thở, thế là ngài chứng sơ thiền. Mới có 7 tuổi, không biết thiền là cái gì hết, không biết đề mục thiền là cái gì hết. Đó là đối với những vị mà tu tập, thứ nhất là tu tập nhiều đời, thứ hai là ở cái kiếp gần nhất là họ có tu. Còn mình ấy, cái kiếp đó nó xa quá rồi, cho nên là bây giờ mình tu cà chật cà dụi nó khó ghê lắm. Thành ra quý vị phải nỗ lực, nỗ lực rất là nhiều. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cái khái niệm ở trong thiền và một số cái phương pháp để tăng trưởng cái niệm và cái định khi mà chúng ta hành thiền. Bởi vì như sư nói đó, nếu như mình là cái bậc thượng căn đó thì quý vị không ngồi đây đâu. Ngay cả bản thân sư cũng vậy thôi, mình là những cái bậc hạ căn, cho nên là mình phải đi theo từng bước. Và do theo từng bước đó, cho nên là chúng ta sẽ có một vài cái phương pháp để tăng trưởng cái niệm và cái định, một vài phương pháp để nó hỗ trợ cái việc hành thiền. Thì đầu tiên đó, chúng ta phải hiểu khi mà nói về thiền gọi là có cái sở chứng sở đắc ấy, nó không phải là mình ngồi bao lâu, nó không phải là mình ngồi được một tiếng, hai tiếng. Như có lần có một cô cổ gửi cho sư một cái liên kết, cổ nói là ở đâu đó phá kỷ lục, là có một bạn là bạn đó ngồi là 8 tiếng đồng hồ. Nó không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa gì hết. Hành thiền không phải là quý vị ngồi được bao lâu, hành thiền là quý vị, cái tâm của quý vị nó định được như thế nào, cái tâm mình như thế nào, đó mới là cái mà thiền định nó hướng tới. Chứ còn mình ngồi nhiều tự nhiên nó quen chân của quý vị, ngồi nhiều nó quen chân, chứ không có gì mà mình phải tự hào hết. Mình tự hào cái chuyện mình lộn. Nó như thế này, khi mà nói tới sở chứng sở đắc thì trong thiền nó có hai bậc, hai bậc cơ bản. Thứ nhất là cận định Upachara, và thứ hai là cái an chỉ định là Appana. Có hai thứ ha. Nếu mà nói về sở chứng sở đắc ấy, là mình phải đạt được ít nhất là hai thứ này. Mà cái bước đầu tiên mà quý vị hướng tới đó, đó chính là mình ráng thực hành thiền chỉ, thực hành cái đề mục thiền của mình ấy, như thế nào để mà mình đạt được cái cận định. Mà cận định đây là cái gì?
cận định ấy, có nghĩa là theo Thanh Tịnh Đạo giải thích, đó là khi mà những cái truyền cái của mình ấy, nó lắng xuống, mình có thể tập trung vào cái đề mục thiền đó 1 giờ, 2 giờ đồng hồ liên tục, mà những cái truyền cái đó nó không có phát sanh, mình có thể mình đè ép những cái truyền cái đó, thì có thể là mình có khả năng chứng đắc được cận định. Sư lấy ví dụ ha, thường á, nó giống như là một cái toa tàu lửa, một cái đoàn tàu lửa nó có nhiều toa tàu. Thì sư giả sử khi mà mình tập trung vào một cái đề mục, cái tâm của mình á, nó cố định, nó bám chặt lấy một cái đề mục, ví dụ như là đề mục casino trắng, bám chặt lấy cái casino trắng, thì đó là một cái toa tàu màu trắng. Sư ví dụ một cái toa tàu màu trắng. Còn khi mà mình nghĩ về lung tung hết, mình nghĩ về chuyện nhà, chuyện cửa, mình nghĩ về chuyện chồng, chuyện con, mình nghĩ về chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc có khi là mình ngủ quên luôn, thì cái đó được gọi là những cái toa tàu màu đen. Sư ví dụ, tạm ví dụ như vậy. Ban đầu quý vị hành thiền, nhiệm vụ của mình là làm cho những cái giây phút mà mình tập trung vào đề mục nó càng liên tục càng tốt, càng nhiều càng tốt, càng khăng khít càng tốt. Nhưng mà do niệm và định mình yếu, cho nên mình tập trung được 1 giây, 2 giây là toàn bộ những cái khoảng thời gian còn lại mình bắt đầu mình nghĩ lung tung hết. Bắt đầu là mình, cái tâm của mình nó bắt đầu nó chạy về nhà, cái tâm của mình nó bắt đầu nó chạy về một cái món ăn nào đó, nó chạy về một cái nơi chốn nào đó. Thì khi đó đó, đoàn tàu của mình nó sẽ loang lổ, lúc trắng, lúc đen, mà đen nhiều hơn trắng. Và nhiệm vụ của mình ấy, là mình làm sao cho những cái giây phút mình tập trung vào đề mục nó càng nhiều càng tốt. Cho nên sư không quan trọng khi quý vị hành thiền mà quý vị thất niệm, mình hay gọi là thất niệm, mình gọi là mình nghĩ về chuyện này chuyện kia, quý vị thất niệm bao nhiêu không quan trọng. Nhớ chuyện đó, đừng có lo, đừng có lo. Mình mới hành thiền, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Mới hành thiền, chuyện buồn ngủ là chuyện đương nhiên, ngủ gục là chuyện đương nhiên, không việc gì phải lo hết. Nhiệm vụ của mình là cái gì? Làm cho những cái giây phút mà mình tập trung vào đề mục, mình ghi nhận cái đề mục. Ví dụ như mình tu tập đề mục casino trắng, mình lúc nào cũng niệm trắng, 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 trắng. Mình làm cho những cái giây phút đó nó liên tục càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thì mỗi cái liên tục đó đó, thì sư gọi nó là một cái toa tàu trắng. Mà cái toa tàu trắng đó đó, thuật ngữ chuyên môn khi mà hành thiền gọi nó là cái sát na định. Sát na định có nghĩa là mỗi một cái giây phút mình tập trung vào trong đề mục thì ta gọi nó là sát na định. Và khi mà những cái sát na định này nó liên tục, nó khăng khít rồi đó, nó không có chỗ để cho vọng niệm nó chen vào, không có chỗ cho vọng niệm nó chen vào, thì chúng ta đạt tới cận định. Nó giống như là lúc bây giờ chúng ta chỉ toàn những cái toa tàu màu trắng thôi, không có một cái toa tàu màu đen nào chen vô hết. Có nghĩa là lúc đó mình không có còn cái chuyện mà mình thích cái này, mình không còn ghét cái kia nữa, mình không còn nghi ngờ, không còn hoang mang, không còn ganh tị, không còn bỏng sẻn. Những cái đó nó dẹp yên hết một bên. Nó giống như là mình là một cái người thuộc cái thế giới khác rồi, mình không còn vướng bận những cái đó nữa. Như có lần sư đưa ra một cái câu chuyện đó, là có vị đó đạt được đến cái mức độ cận định này. Vị đó thậm chí không cần ngủ. Cái việc ngủ nó rất là ít. Ngủ rất ít, có khi một ngày ngủ chừng có 2-3 tiếng đồng hồ. Và ngay như cả cái chuyện mà nam nữ đó, chuyện vợ chồng, không có một cái hứng thú nào hết. Coi như là không hề có một chút xíu ham muốn gì. Và ngay như cả cái chuyện ăn uống nó cũng tối thiểu. Tối thiểu ở đây không phải là vì đó chán ăn, mà có nghĩa là vì đó không có cái nhu cầu để mà tìm những thứ mà ngon để mà ăn. Rồi mặc thì mặc sao cũng được, không có nhu cầu tìm những thứ đẹp. Có nghĩa là cái tâm tham và tâm sân ấy, và những cái truyền cái đó, nó lắng xuống hết. Nó lắng xuống hết. Và hồi nãy như sư ví dụ, đó là những cái toa tàu toàn bộ là màu trắng, không có những cái toa màu đen nó xen vô. Có nghĩa là khi mình tập trung vào cái đề mục thiền đó, cái tâm của mình nó không còn chạy lăng xăng về nhà, chạy lăng xăng về cửa hàng, chạy lăng xăng về công ty, chạy lăng xăng về chồng, về vợ, về con của mình nữa.
khi đó chúng ta đạt tới cận định. Nhưng mà tại sao sử dụng cái hình ảnh những cái toa tàu lửa để sử ví dụ? Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy là giữa những cái toa tàu đó nó còn có khoảng trống. Giữa những toa tàu còn có khoảng trống, cho nên khi mặc dù mình đạt tới cận định nhưng mà mình chưa đạt tới cái an chỉ định. Có nghĩa là mình chưa đạt tới cái kiên cố định. Và khi đó cho dù quý vị ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng, 1 ngày, 2 ngày mà quý vị chưa giải quyết được cái vấn đề này là quý vị vẫn chưa có chứng thiền. Chưa có chứng thiền. Và hồi nãy tại sao sư nói tới cái vấn đề mà ngồi 8 tiếng đồng hồ vẫn không có cái gì đáng để mà mình phải tự hào? Tại sao vậy? Sư từng gặp, sư từng phỏng vấn, gặp trực tiếp và phỏng vấn những vị đó. Vị đó ngồi 6 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ ngọt xớp, 10 tiếng đồng hồ ngọt xớp. Qua Miến Điện quý vị tìm những mấy vị đó, đó mặc dù là không nhiều nhưng mà không phải chuyện hiếm. Sư giả sử một cái hội chúng hành thiền đông như vậy nè, ở Miến Điện, giả sử ở Miến Điện mà quý vị bắt ra chừng 5 người mà ngồi được 5-6 tiếng trở lên, nó đơn giản lắm. Chứ không phải như mình bây giờ mà mình 200 người, 300 người mà kiếm người ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng không ra. Ở Miến Điện chỗ đơn giản lắm. Và sư đã từng hỏi một vị sư bạn ấy, vị sư này ngồi 6 tiếng, 8 tiếng ngọt xớt à. Thì vị này nói là không có đắc định đắc thiện khỉ khô vậy đó. Chẳng qua là thấy người ta ngồi nhiều á, rồi thì mình ráng mình ngồi để mà mình so gan với người ta thôi. Đó là mình cố mình ngồi, mình tăng trưởng cái niềm tin ấy, dùng cái niềm tin để mà mình cố mình vượt qua cái giai đoạn đó. Chứ vị đó nó khẳng định là vị đó chưa có chứng thiền. Chưa chứng thiền. Nhưng mà đương nhiên là ngồi được như vậy thì cũng rất là tốt và cũng rất là đáng để mà mình ngưỡng mộ. Bởi vì sao mình làm được. Nhưng mà như sư nói, nó vẫn chưa chứng thiền. Và cái đó nó chưa phải là cái cận định mà sư nói. Cái cận định sư nói là như thế nào quý vị nhớ không? Một cái đoàn tàu toàn bộ là những cái toa tàu màu trắng, không có những cái vọng niệm nó đi kèm. Không có những cái vọng niệm đi kèm. Họ chỉ tập trung vào cái đề mục của họ thôi. Nhưng mà giữa những cái toa tàu đó còn có kẽ hở. Như vậy, kẽ hở nó là cái gì? Nhắc tới cái đó thì mình quay về cái vấn đề tâm. Thì trong các cái thứ tâm đó, có một cái thứ tâm gọi là cái tâm hữu phần. Tâm hữu phần. Những vị học vi diệu pháp thì các vị đó sẽ biết cái tâm này. Còn cái này sư giải thích cho những ai chưa biết vi diệu pháp là cái gì hết ha. Thì quý vị biết là khi mà mình kết thúc cái tuổi thọ đó, thì mình sẽ có cái tâm cuối cùng khi mà mình kết thúc tuổi thọ. Thì đó là mình gọi là cái tâm cận tử, hoặc có người gọi là cái tâm mệnh chung. Và cái tâm đó nó sẽ làm nhiệm vụ là chuyển tiếp mình sang một cái kiếp khác. Nó sẽ làm điều kiện để cho một cái tâm khác nó phát sanh ở một cái hình sắc và một cái tâm khác. Sư nói nôm na là ví dụ như cái tâm cận tử đó, là cái tâm cuối cùng của mình, nó sẽ chịu trách nhiệm, nó làm cho mình đầu thai ở kiếp khác. Đơn giản vậy đi. Thì khi mình đầu thai kiếp khác á, thì cũng cái thứ tâm đó thôi, thì nó bắt đầu nó đổi tên. Nó đổi tên, mình gọi nó là cái tâm tục sanh. Có nghĩa là cái tâm đầu thai đó, tâm tục sanh. Thì có nghĩa là khi đó là mình bắt đầu mình, nếu như là mình tái sanh làm người đi, cho nó dễ, nếu mình tái sanh làm người, thì khi đó là mình bắt đầu là mình đầu thai vào bụng mẹ. Thì khi mà mình có cái tâm tục sanh đó, thì mình có cái hình tướng khác và bắt đầu nó sẽ liên tục nó kéo dài để đảm bảo cho một cái chúng sanh, nghĩa là đảm bảo cho mình ấy còn sống, đảm bảo cho mình phân biệt với một cái xác chết. Cho nên khi mà mình để phân biệt được đây là một cái xác chết hay đây là một người sống thì chúng ta chỉ việc xem là họ có tâm hay không. Đó, đối với người ở dục giới mình ấy,
Thì khi mà cái tâm đó nó liên tục nó duy trì cái kiếp sống như vậy đó, mình gọi nó là tâm hộ kiếp. Có nghĩa là nó có tác dụng duy trì cái kiếp sống của mình. Thì mình gọi nó là cái tâm hộ kiếp. Lưu ý, nãy giờ sư nói chỉ có một thức tâm thôi, chỉ có một loại nó thôi, chẳng qua là nó đổi tên. Chẳng qua là nó đổi tên. Và cái thằng tâm hộ kiếp này đó, còn có một tên gọi nữa là tâm hữu phần, phá quan gá. Và khi đó, cái tâm này nó sẽ làm việc liên tục. Khi nào? Khi mình ngủ. Khi mình ngủ, quý vị thấy không? Khi mình ngủ thì mắt mình không còn thấy nữa, tai mình không còn nghe nữa, đầu óc mình không còn suy nghĩ nữa. Như vậy cái thằng nào là cái thằng làm việc? Cái thằng tâm hữu phần này nó làm việc. Rồi khi mà mình hôn mê thì cái thằng tâm hữu phần này nó cũng làm việc. Cho nên nó có tác dụng duy trì cái cuộc sống của mình, duy trì một cái sinh mạng của mình. Nó là tâm hữu phần. Và như vậy mình đâu thể nào mình ngủ hoài. Mình phải có thức dậy chứ. Mình phải có sinh hoạt chứ. Rồi mỗi lần mình sinh hoạt ấy, thì chúng ta có gì? Có thích, có ghét. Bắt đầu có thiện, có ác. Khi đó bắt đầu chúng ta có những cái tâm khác rồi đó. Chúng ta có tâm gì? Tâm tham, tâm sân đó, tâm si. Rồi chúng ta bắt đầu là có những cái tâm thiện, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Thì khi đó những cái tâm nó bắt đầu nó làm việc. Khi mà mình bắt đầu mình thức dậy. Cho nên trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói: này các tỳ khưu, tâm này là sáng chói, nhưng mà do ô nhiễm cho nên chúng sanh mới bắt đầu sanh ra những cái việc thiện ác. Thì cái tâm sáng chói ở đây đó là Đức Phật nói là cái tâm hữu phần. Bản thân nó không có thiện ác gì hết. Quý vị nhớ nhưng bản thân nó không có thiện ác gì hết. Nó chỉ có tác dụng là duy trì cái mạng sống của mình thôi. Và khi mà mình tỉnh dậy, khi mình thức dậy khỏi giấc ngủ, mình bắt đầu mới có cái việc thiện hay ác. Lúc đó nó mới có việc là tạo nghiệp. Còn một chúng sanh khi ngủ cái tâm hữu phần làm việc liên tục, nó không có tạo một cái nghiệp thiện ác. Cho nên nhớ, khi mà nhắc tới một cái tâm mà nó không có thiện ác, một cái tâm mà nó sáng chói, thì nó là đang nói với tâm hữu phần. Rồi, quý vị nắm tới đây chưa? Nắm ha. Và khi mà giữa những cái tâm, giữa tâm thiện, tâm ác, giữa tham hay sân hay là si hay là bố thí hay giữ giới hay tâm tham thiền, giữa những cái khoảng tâm đó đó, nó có khoảng trống. Nó có khoảng trống. Như sư nói, mới đưa ra cái ví dụ những cái toa tàu đó. Giữa mỗi cái thứ tâm nó có khoảng trống. Ngay cả như trong một cái sát na, có là trong một cái khẩy móng tay, cái thời gian rất là ngắn trong cái khẩy móng tay, có vô số những cái tâm nó sanh diệt liên tục, nhiều lắm đó. Thì có nghĩa là trong một cái khẩy móng tay đó, có vô số những cái toa tàu nó xẹt, nó chạy qua, vô số những cái toa tàu nó chạy qua. Và giữa mỗi cái toa tàu đó nó có khoảng trống. Và cái thằng tâm hữu phần này đó, nó sẽ chịu trách nhiệm điền vào cái khoảng trống đó. Điền vào khoảng trống đó để chi? Để đảm bảo cho cái dòng tâm nó được liên tục. Đảm bảo cho một chúng sanh không có chết. Nắm tới đây ha. Cho nên khi mà chúng ta đạt được cái thiền, gọi là mình đạt được cận định ấy, thì cái tâm liên tục biết cảnh. Nhưng mà nó còn có những cái khoảng hở ở giữa. Còn có những khoảng hở ở giữa, gọi là cái tâm hữu phần, nó còn có cơ hội nó chen vào. Cho nên Thanh Tịnh Đạo nói là một người mà đạt cái cận định thì có lúc là tâm của họ tập trung vào cảnh, bám chặt vào cảnh, nhưng mà có lúc cái tâm họ nó rớt vào hữu phần. Có nghĩa là chúng ta đang là một cái toa tàu, đang là một cái toa tàu, nhưng mà giữa những cái toa tàu đó còn có những cái khoảng trống cho cái thằng tâm hữu phần này nó chen vào. Nhưng mà khi đó chúng ta đã đạt được cái cận định rồi. Và cho tới một cái lúc nào đó mà chúng ta vẫn nỗ lực duy trì cái cận định, nỗ lực phát triển, thì sẽ đến một lúc mà những cái toa tàu này đó, nó hợp lại thành một.
và cái tâm hữu phần nó không còn cơ hội chen vào nữa. Có nghĩa là tâm của chúng ta nó chỉ có cái tâm thiết cảnh thôi, nó không còn một cái cơ hội nào cho thằng tâm hữu phần nó chen vào nữa. Khi đó cái dòng tâm của mình nó trở nên liên tục, thì chúng ta gọi nó là an chỉ định, hay còn gọi là kiên cố định. Và khi đó là chúng ta bước chân vào sơ thiền. Khi đó thì năm thiền chi nó mới có mặt. Nhớ ha. Hả? Chưa. Quý vị nhớ nè, khi mà cái tâm của chúng ta mà nó còn có tham, có sân, có si, còn có thiện, có ác, thì khi đó một cái đoàn tàu của chúng ta là một cái đoàn tàu có trắng, có đen, một cái đoàn tàu lớm đớm. Mà chỉ khi nào cái tâm của mình ấy nó bám vào cái đề mục thiền, thì đó khi đó là chúng ta là một cái toa tàu trắng. Mỗi một tâm bám vào cái đề mục thiền, ví dụ như thiền Kasina trắng, hoặc bám vào hơi thở đó, thì khi đó là một cái toa tàu trắng. Nhưng mà chúng ta còn có những cái tâm khác, thiện, ác. Ví dụ như chúng ta còn thích, còn ghét, chúng ta còn nghĩ về chuyện gia đình, nghĩ về chuyện xã hội, nghĩ về chuyện này, chuyện kia, thì khi đó nó vẫn còn những cái toa tàu đen. Khi mà quý vị hành thiền một cách liên tục, có nghĩa là sao? Mình ráng làm sao mình cho những cái toa tàu trắng đó, đó nó xuất hiện càng nhiều càng tốt, càng liên tục càng tốt. Có nghĩa là chúng ta làm cho những toa tàu trắng nó nhiều, toa tàu đen nó ít đi. Khi tự nhiên quý vị làm có toa tàu trắng nhiều là toa tàu đen tự nhiên ít đi thôi. Mình không cần phải nỗ lực cái chuyện đó. Cho nên khi hành thiền, chúng ta không cần phải trốn chạy những cái gì? Những cái vọng tưởng, những cái vọng niệm, không cần phải trốn chạy nó, không cần phải nỗ lực xua đuổi nó, không cần. Chúng ta chỉ cố gắng tập trung vào đề mục thiền, làm cho những cái toa tàu trắng nó càng nhiều càng tốt, thì tự nhiên toa tàu đen nó sẽ ít đi thôi. Cho tới một lúc mà không còn một cái toa tàu đen nào nữa, có nghĩa là không còn tham, không còn sân, không còn si, ngay cả những cái tâm thiện như bố thí, giữ giới, tham thiền, rồi những cái tâm thiện suy nghĩ về giáo pháp nó cũng dẹp luôn. Nó chỉ còn một cái loại tâm duy nhất là cái tâm biết cái đề mục thiền. Thì khi đó chúng ta có những cái toa tàu toàn bộ là màu trắng. Rồi tới đây là nắm chưa? Nắm ha. Sư lặp lại nè, những cái toa tàu khi mà còn có trắng có đen thì khi đó chúng ta chưa có chứng đắc gì hết, chưa có gì hết. Khi mà chỉ còn những cái toa tàu trắng thôi đó, thì khi đó chúng ta đạt được cận định. Nhưng mà mỗi một cái toa tàu nó còn có khoảng cách, còn có khoảng cách. Và nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Liên tục hành thiền, liên tục trân trọng nó, cố gắng nó, nỗ lực để cho nó phát triển lên, để cho cái niệm, cái định nó phát triển lên. Khi đó những cái toa tàu đó nó sẽ hợp lại thành một, không còn những khoảng trống nữa. Và khi đó chúng ta đạt được kiên cố định, hoặc gọi là an chỉ định, hoặc là sơ thiền. Đó, đó là sự khác biệt. Cho nên ý, cái việc mà quý vị khi chứng thiền ý, cho dù là quý vị chứng cận định hay là quý vị chứng sơ thiền, thì cho dù đó chỉ là quý vị chứng trong vòng 1 phút, 2 phút, 5 phút, thì nó vẫn là chứng thiền. Nhớ ha. Còn khi mà mình không đạt được tới cái mức độ đó, mình ngồi 5 tiếng, 10 tiếng, ngồi 1 ngày, 2 ngày, mình vẫn chưa chứng thiền. Chẳng qua ngồi nhiều thì nó quen chân vậy thôi. Nhớ. Và đó, khi mà quý vị bước chân vào cái cận định đó, thì cái đề mục thiền của quý vị nó sẽ trở nên nó sáng chói. Mà ngày hôm tuần trước sư nói là khi đó chúng ta có được
cái tợ tướng. Nhưng mà bây giờ tợ tướng mình chưa có đâu. Bây giờ khi chúng ta mới hành thiền, chúng ta chỉ mới có sơ tướng thôi. Sơ tướng thôi, mà sơ tướng nhiều lúc rồi còn chật cờ dụi lên xuống thì chưa có. Sơ tướng là cái gì? Sơ tướng là khi mà mình nhắm mắt lại, mình có thể nắm thấy được cái casino ở trong tâm của mình ấy. Nó là một cái bản photocopy đối với những cái mà mình nhìn thấy khi mình mở mắt. Hiểu ha? Khi mình nhắm mắt lại và mình có thể nhìn thấy cái casino y như khi mình mở mắt, thì khi đó là chúng ta có được cái sơ tướng. Và nhiệm vụ của mình ấy là liên tục tập trung vào cái sơ tướng đó, tập trung vào sơ tướng đó. Mất thì mở mắt ra nhìn lại, nhìn một hồi thì mình nhắm mắt lại để nắm cái sơ tướng đó ở trong tâm. Liên tục chú tâm vào cái sơ tướng đó, chú tâm vào cái sơ tướng đó, cho đến một lúc cái niệm, cái định của mình nó mạnh rồi, thì khi đó cái việc này tự nhiên thôi, không có cố. Cho nên phải nói là dạy thiền cho quý vị đó, không nói thì không biết, nhưng mà nói thì lúc mình có cái tâm, người có tâm móng trong trong, làm sao cho tôi được cái chuyện đó thì nó cũng kẹt. Thành ra nói cũng kẹt mà không nói cũng kẹt. Tợ tướng là như thế nào? Có nghĩa là từ cái sơ tướng đó, từ cái bản photocopy đó đó, bắt đầu là nó bỏ hết những cái khuyết điểm của cái casino, bỏ hết những cái khuyết điểm. Ban đầu mình nhìn thấy cái casino của mình ấy, nó còn có lồi lõm ha, nó còn có những cái khuyết điểm. Nhưng mà khi từ từ nó sẽ trở nên, nó giống như là một cái vầng trăng mà nó thoát khỏi cái mây ấy. Giống, nó giống như là trăng rằm vậy đó, nó sáng chói. Hoặc nó giống như là một cái dĩa bằng pha lê ấy, nó sáng chói. Và nó không còn những cái khuyết điểm nữa. Nhưng mà nó vẫn là cái đối tượng để mình tập trung vào. Khi đó đó, cái casino trắng của quý vị đó, hình dung nó giống như là một cái pha lê, một cái dĩa bằng pha lê, nó sáng chói như vậy. Có nhiều người họ nói là nó giống như là một cái mặt trời. Thì tùy theo mức độ định của quý vị mà khi đó nó sáng bao nhiêu, tùy. Nhưng mà bây giờ nó còn sớm lắm. Dạy thì phải nói, nhưng mà tránh cái trường hợp mà mình hành thiền mà mình móng ha, hành thiền mà mình trông sao cho tôi được như vậy, thì nó sẽ rất là kẹt. Nó giống như trong kinh mô tả, giống như một cái con bò đó, mà khi mà nó đi á, nó có bốn cái chân, nhưng mà khi đi nó cố tình nó bỏ hai cái chân trước, đi chưa có thuần thục á, mà nó cố tình nó bỏ hai chân trước thì nó chắc chắn sẽ phải té. Cũng như vậy, khi mà mình hành thiền mà mình cái niệm, cái định mình nó vẫn còn rất là yếu, mình hành thiền mà mình vẫn còn nhớ chuyện gia đình, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chồng, chuyện con, chuyện làng trên xóm dưới, mà mình ráng làm sao mà mình gột bỏ cho được những cái khuyết điểm của cái casino, thì nó cũng giống như con bò, nó cố tình chặt cái chân vậy. Đừng có cố gắng gì hết, không cần phải nỗ lực. Quý vị cứ tập trung vào cái đề mục casino, cứ tập trung vào đề mục đó, tự nhiên cái niệm, cái định khi mà nó phát triển, casino cái gì tự nhiên nó hoàn mỹ nhớ. Và khi mà nó hoàn mỹ rồi đó, khi mà nó sáng chói như vậy, nó giống như một cái dĩa pha lê như vậy đó, thì mình gọi nó là tợ tướng. Tại sao gọi là tợ tướng? Bởi vì nó không giống, nó không giống với cái casino mà mình làm ở trước nữa, nó không giống nữa. Thì nó chỉ tương tự thôi, nó tương tự thôi, cho nên mình gọi nó là tợ tướng. Đó. Nhưng mà đó, cái tợ tướng này rất khó có nha, chứ không phải dễ đâu. Và cái nhiệm vụ của mình ý, là khi mà cái tợ tướng này nó phát sanh, cái gì phải giữ nó bằng mọi giá, giữ nó bằng mọi giá. Vì sao vậy? Cái này quý vị phải ghi nha. Khi phát sanh tợ tướng thì phải giữ bằng mọi giá. Tại sao? Tại vì nếu như mà quý vị để cho nó mất ấy, cái sơ tướng của mình ấy, thì nó tầm thường lắm, nó không có đáng để mà nói tới. Nhưng mà khi nó phát triển lên được thành tợ tướng ấy, mà mình không giữ được nó đó, thì về sau mỗi lần quý vị có tợ tướng, quý vị sẽ mất. Có nghĩa là một lần này mà mình không giữ được thì những lần sau thì
nó sẽ mất rất là dễ dàng. Nó giống như mà một cái người phụ nữ mà mang thai đó, thì một khi mà cái người này mà bị sảy thai á, nó giống như nó có cái tỳ ở trong cái gọi là cái tử cung của họ đó. Nó có một cái tỳ, thì những lần sau nếu mà mang thai thì nó rất dễ bị sảy. Nó cũng như vậy đó. Khi mà mình có được cái tợ tướng mà mình không có cái cách nào để mà mình giữ gìn nó thì mình để cho nó mất. Và khi mình để cho nó mất, lần tiếp theo nó cũng sẽ mất. Và nó sẽ không giúp cho mình tiến triển được khi mà quý vị hành thiền. Như vậy đó, có một số điểm lưu ý nè. Quý vị hành thiền ở đâu sẽ không biết, nhưng mà khi quý vị có được cái tợ tướng, có được cái tợ tướng, tốt nhất là quý vị tìm một cái nơi thiệt là an tĩnh. Đó có thể là chùa, đó có thể là thiền viện, tốt nhất là như vậy. Nếu như ở nhà đó thì quý vị phải nhập thất. Nhập thất có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nhờ bạn bè hoặc mình nhờ người thân trong gia đình ai đó nuôi mình. Tại vì bây giờ mình giống như là mình đang bảo vệ một cái thứ tài sản nó rất là quý. Mình không thể để cho nó mất được. Mình không thể để cho những cái chuyện khác làm cho mình phân tâm. Mình phải ở một cái chỗ mà trong tịnh đạo nói là một cái trú xứ nó phù hợp. Và chúng ta liên tục ở đó. Giả sử như khi quý vị hành thiền và quý vị có được cái tợ tướng ấy, thì quý vị có thể tới chùa. Nếu như ở đây có thể tới chùa Nam Tông gặp sư, nói thưa sư, con xin hành thiền miên mật trong khoảng 7 ngày, 10 ngày gì đó, xin chư tăng hỗ trợ. Thì nhà chùa sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị có một cái chỗ ở. Việc ăn uống quý vị không cần phải lo, quý vị không cần phải lo một cái gì hết. Quý vị chỉ có việc là chuyên tâm giữ gìn cái tợ tướng, giữ nó liên tục, không cho nó mất. Ráng làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái này là đương nhiên rất là hiếm, rất là khó. Nhưng mà một khi có thì ráng làm sao cho giữ được nó. Và cái chú xứ phù hợp ở đây đó không phải chỉ gói gọn trong việc là một ngôi chùa. Bởi vì một ngôi chùa nó còn có nhiều chỗ nữa. Chẳng hạn như có người đó thì họ sẽ hành thiền tốt khi mà họ ở chánh điện hoặc ở thiền đường. Nhưng mà có người họ sẽ hành thiền tốt khi họ ở dưới gốc cây. Có người họ lại hành thiền tốt khi họ ở trong cái liêu cốc của họ. Cho nên Thanh Tịnh Đạo khuyến khích mỗi một chỗ như vậy đó, chúng ta nên thử 3 ngày để xem coi cái chỗ nào là tốt nhất cho mình, phù hợp nhất cho mình thì mình sẽ ở cái chỗ đó. Tiếp theo là chúng ta phải có một cái ngôn ngữ thích hợp. Thanh Tịnh Đạo dùng cái từ là ngôn ngữ thích hợp có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta dẹp điện thoại qua một bên, tắt nguồn, tháo pin ra, dẹp điện thoại qua một bên. Và mình tránh nghe, tránh đọc, tránh tiếp xúc, tránh nói những cái lời vô ích. Mà nếu như quý vị muốn biết cái lời nào vô ích ấy, thì nó dễ lắm. Bây giờ quý vị mở một cái trang mạng ấy, bất kỳ một cái trang mạng nào, quý vị coi nó gồm có những cái mục nào, toàn bộ nó là vô ích hết. Toàn bộ. Ví dụ thời sự này, bóng đá này, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, chuyện làng trên, chuyện xóm dưới, rồi chuyện quốc tế, rồi chuyện địa phương, chuyện nam, chuyện nữ, chuyện ông già, chuyện con nít, toàn bộ những thứ đó đều là vô ích hết. Bởi vì nó không giúp cho mình tăng trưởng cái đề mục thiền. Nó không giúp cho mình củng cố cái tợ tướng. Nó không giúp. Cho nên toàn bộ những thứ đó đều là vô ích hết. Mình gọi là phiếm luận. Cái phiếm luận này nó nguy hiểm thưa quý vị. Bởi vì đó, khi mà quý vị đọc những cái tin nó vô ích như vậy đó, cái tâm của mình nó sẽ bị ô nhiễm. Tâm nó sẽ bị ô nhiễm. Và khi mà cái tâm của mình nó bị ô nhiễm thì cái định của mình nó cũng sẽ ô nhiễm. Và khi mà nó đã ô nhiễm rồi thì chúng ta không thể nào phát triển được. Nhớ như vậy.
thậm chí đó, ngay như cái việc nhìn thì cũng hạn chế nhìn, nghe cũng hạn chế nghe. Mình gọi là thu thúc sáu căn, thu thúc lại. Ít nhìn những thứ không cần thiết, ít nghe những thứ không cần thiết. Bởi vì sao? Nếu như quý vị có hành thiền thì quý vị sẽ nhận ra một điều. Ngày thường ấy, mình nhìn cái gì, mình nghe cái gì, tới hồi mình ngồi thiền ấy, nó trổ ra cho bằng hết. Nếu như mình lỡ chú tâm chánh niệm nhớ về đề mục thiền, thì khi đó chúng ta gọi là đang chánh niệm, thu thúc sáu căn và chánh niệm. Thu thúc sáu căn không có nghĩa là mình dùng cái cây mà mình chọt mù con mắt, không phải là mình dùng cái cây mà mình chọt thủng cái lỗ tai, đó không phải là thu thúc sáu căn. Thu thúc sáu căn không phải là mình nhắm mắt mình bịt tai, không phải như vậy. Thu thúc sáu căn là mình tránh nhìn những thứ không cần thiết, tránh nghe những thứ không cần thiết. Trong trường hợp những thứ đó nó ở trước mặt mình thì tập trung vào đề mục thiền. Ví dụ như tập trung vào cái casino của quý vị, tập trung vào casino. Giống như lỡ như có một cái công việc của người ta mà người ta đang tiếp xúc, người ta giống như là người ta muốn cọc bạn để cho mình giống như là có cái gọi là cái cảm xúc và cái chuyện hướng về đó với người ta á. Không lẽ khi mà mình nói chuyện với người ta thì mình cứ tập trung vào cái điều một chuyện đó, là sau thì lát người đó hỏi lại là thấy cái đó có hợp lý hay không, rồi sau thì mình không có tập trung vào cái câu chuyện của người ta đâu, người ta sẽ tham gia đến nhà. Cho nên ngay từ đầu sư đã nói là tránh nói những cái chuyện vô ích. Ngay khi mình tiếp xúc với họ là đã bắt đầu là cho một cái đống chuyện vô ích rồi. Hiểu chưa? Chứ mình không thể nào mà mình nói là tại sao lúc đó là tôi không nghe, có nghĩa là tôi không tôn trọng. Tại sao ngay từ đầu là mình tránh tiếp xúc với những con người đó đi, mình không làm. Và đó, nếu như quý vị nói là quý vị cần đi làm, cần tiếp xúc, thì đương nhiên là khi đó là phải chấp nhận một cái sự thật là cái định của mình nó bị ô nhiễm. Chắc chắn rồi. Sư đã kêu quý vị là tránh những cái chuyện vô ích. Mà mình vì kiếm kế sinh nhai, mình vì cuộc sống, mình vẫn tiếp xúc với nó, thì mình phải chấp nhận một sự thật là cái định của mình nó bị ô nhiễm. Và khi cái định mình ô nhiễm, mình hành thiền là tự nhiên là nó trồi ra hết. Là khi đó là mình sẽ cảm thấy được cái tai hại của nó. Và tự nhiên là mình phải biết cái chuyện thu thúc. Cho nên ý, sư tại sao mà sư đi tu? Một trong những nguyên nhân là ở ngoài đời đi làm mình không có hành thiền được. Ở ngoài đời đi làm những cái chuyện này chuyện kia mình phải tiếp xúc với người này người nọ, mình phải tiếp xúc với khách hàng, mình phải tiếp xúc với những người trong công ty. Rồi nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc tu tập của mình. Ảnh hưởng trực tiếp tới việc tu tập của sư. Sư không có tu tập được. Cho nên là sư bỏ việc làm, sư không làm nữa, sư đi tu. Mà quý vị nói là nếu như mà ai cũng như sư hết thì xã hội này chắc loạn. Thì sư xin thưa với quý vị, nó cũng giống như mà quý vị nói là nếu như không có ai phạm tội hết thì tự nhiên cảnh sát thất nghiệp. Cái chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Chuyện nó không bao giờ xảy ra. Nhớ nha. Một người đi tu thì giải thoát một người, 10 người đi tu giải thoát 10 người, 100 người đi tu giải thoát 100 người. Nhưng mà không bao giờ có cái chuyện là cả cái thế giới này, cả cái xã hội này đi tu. Chuyện nó không bao giờ xảy ra. Chuyện nó không bao giờ xảy ra. Cái đó gọi là lo bò trắng răng. Không bao giờ. Nếu quý vị nghĩ cái chuyện mà toàn bộ mọi người đều đi tu, bỏ việc, bỏ công ăn việc làm đi tu hết, thì quý vị có thể tưởng tượng cái cảnh mà không còn tội phạm nữa, có vẻ nó hợp lý hơn. Nó còn có nhiều khả năng xảy ra hơn là cái chuyện mà toàn bộ mọi người đều đi tu. Khó lắm quý vị. Tu đâu có dễ đâu. Bằng chứng là bây giờ toàn bộ nguyên cái phòng này mấy cả chục người như vậy, hơn chục người như vậy mà có một người đi tu rồi. Còn toàn bộ đâu có ai tu đâu. Thấy chưa? Không có dễ. Không có dễ chút nào hết. Rồi. Cho nên một trong những cái hỗ trợ cho việc mình giữ vững cái tợ tướng đó là tránh tiếp xúc với những cái thông tin, với những cái con người mà
đó, phíp lụi. Nhớ lại, tránh. Có người nói những cái lời vô ích, nghe những thứ vô ích, nhìn những thứ vô ích, mất thời gian cho những việc vô ích thì phải tránh nó đi. Rồi, tiếp theo nữa là mình phải xem coi là mình ấy, cái oai nghi nào là thích hợp. Sư lấy ví dụ, nếu như mình thấy mình ấy, cái tâm tham mình nó nhiều. Vừa rồi sư đã có giảng 6 cái hạng căn tánh chúng sanh, sư chỉ đưa ra 2 ví dụ. Cái người tham nhiều, có nghĩa là thích cái này thích cái kia, cứ tự xét mình, nếu thấy mình thích nhiều, thích hơi bị nhiều thì mình thuộc cái căn tánh tham. Cái căn tánh tham đó tốt nhất là đứng và đi, tránh ngồi. Tại vì mình tham cho nên mình thích ngồi, tránh ngồi. Còn cái người mà căn tánh sân ấy, có nghĩa là mình thấy bất mãn lắm, nhìn đâu mình cũng thấy lỗi hết trơn, nhìn đâu mình cũng thấy cái để mà mình nhăn mày, mình nhíu mặt hết. Người thuộc cái tánh sân thì tránh việc đứng và đi, tăng cường cái việc ngồi. Mà thường bây giờ mình làm ngược lại không? Nhiều người căn tánh tham rõ rành rành ra đó mà họ cứ thích ngồi. Nó như vậy. Và Thanh Tịnh Đạo cũng khuyến khích mình nên thử mỗi tư thế thử khoảng 3 ngày. Chẳng hạn như mình thử tư thế ngồi khoảng 3 ngày coi sao, rồi đứng khoảng 3 ngày coi sao, rồi đi khoảng 3 ngày coi sao. Để mình xem coi là cái oai nghi nào, cái tư thế thiền nào mà nó hỗ trợ cho mình tốt nhất. Và mặc dù nói là có 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, nhưng mà sư thì sư không nhắc gì tới oai nghi nằm hết. Tại vì quý vị ở đây rõ quá rồi, khi quý vị nằm là tự nhiên quý vị ngủ thôi chứ không nói gì hết. Đừng có nói chuyện nằm thiền. Không, nằm thiền là một hồi là mình chứng ngủ thiền luôn. Sư nghĩ nếu cần thì cô ghi lại cái câu hỏi đó, cô nhớ đi chút xíu nữa qua cái tiết mục hỏi thì hỏi. Tại vì sau khi kết thúc thì chúng ta sẽ có một cái buổi là trình pháp và hỏi đạo. Để quý vị có những cái câu hỏi, những thắc mắc thì quý vị có thể hỏi. Rồi. Thì thường nếu như mà quý vị có cái căn cơ một chút xíu đó, thì khi mà quý vị tập trung vào những cái vấn đề này là quý vị đã có thể chứng thiền rồi. Nhưng mà nếu như mà mình căn cơ mình nó kém, kém cỡ từ sư trở xuống, có nghĩa là sư căn cơ cũng kém lắm, yên tâm đi, thì mình phải nhờ vào 10 cái thiện xảo, có nghĩa là 10 cái phương pháp để mà mình tăng trưởng cái niệm và cái định, giúp cho mình có thể chứng thiền. 10 phương pháp. Thì 10 cái thiện xảo này đó, cái thứ nhất đó là chúng ta phải vệ sinh thân thể và vệ sinh những cái vật dụng trú xứ của mình. Có nghĩa là nếu như mà mình thấy mình có móng tay, cắt móng tay đi. Quý vị nào hành thiền mà quý vị còn để móng tay dài, mà quý vị còn, nhất là phụ nữ, mà quý vị còn sơn móng tay thì sư thấy là chưa có khá. Thật sự chưa có khá. Phải cắt móng tay đi, làm cho nó sạch sẽ. Rồi đầu tóc thì để cho nó gọn lại. Khó nhập thiền anh Tinh. Hả? Để móng tay là khó. Chút xíu sư sẽ giải thích. Chút xíu sư sẽ giải thích. Đó. Rồi tốt nhất á, là trước khi bắt đầu cái đề mục cách xí ná đó, thậm chí là trong Thanh Tịnh Đạo còn khuyên là chúng ta nên đi tắm. Nên đi tắm, có nghĩa là cho cơ thể mình nó sạch sẽ. Bởi vì một số người đó, cơ thể họ tiết ra mồ hôi nó nhiều thì nó sẽ làm cho cái cơ thể mình nó khó chịu, thì cũng khó. Rồi có một số người, cái này Thanh Tịnh Đạo nói thì sư bây giờ nói ra ở đây thì nó hơi ngại, có nghĩa là một số người cái tuyến lông của họ đó nó hơi rậm đó, thì cũng nên làm lại cho nó sạch.
rồi cái y phục của mình ấy, cái quần áo ấy, thì cũng nên sạch sẽ. Sạch ở đây không có nghĩa là mình phải trưng diện cho nó đẹp, không phải. Nó có thể là một cái y phục rách rưới cũng được, nhưng mà nó phải sạch, chứ không phải mình để cho nó dơ bẩn, nó hôi bình thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như mình không ảnh hưởng thì người ngồi kế bên sẽ ảnh hưởng. Cho nên cái này mình phải để ý. Tiếp theo là mình những cái chỗ, những khu vực xung quanh của mình ấy, liêu cốc mình phải dọn dẹp cho nó sạch. Ít nhất là cái chỗ hành thiền của mình nó phải sạch. Tại sao như vậy? Bởi vì Thanh Tịnh Đạo nói đó, là khi mà mình để cho cái cơ thể của mình nó bị dơ bẩn, nó bị có những cái nó không cần thiết, nó bị dư thừa đó, rồi những cái vật dụng xung quanh của mình nó cũng bị dơ bẩn, thì cái tâm của mình nó cũng sẽ ô nhiễm. Cái sắc ở đây đó, có nghĩa là cái sắc của mình nó sẽ ảnh hưởng tới cái danh. Có nghĩa là từ cái vật chất nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của mình. Nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó bị ô nhiễm, làm cho tri kiến của mình nó bị ô nhiễm. Và khi mà cái tâm mình nó bị ô nhiễm á, thì cái định nó sẽ không tăng trưởng. Nói cách nôm na là nhiều lúc mình ở dơ ấy, thì cơ thể mình nó sẽ bức bối, nó khó chịu, sẽ khó chịu, thì mình sẽ không có tăng trưởng cái định được. Cái gì thử mà mình ở nguyên một ngày, hai ngày, ba ngày mà quý vị không tắm, tự nhiên là quý vị thấy cái cơ thể nó khó chịu. Mà quý vị để ý coi, một khi mà quý vị tắm cho nó sạch ấy, cái cảm giác nó khác liền, nó thoải mái. Và khi đó, nhờ cái thoải mái của thân ấy, mình tạm gọi là cái hỷ lạc ấy, thì chúng ta sẽ dễ tập trung vào được thiền. Nhưng mà nhớ, ở đây không có nghĩa là chúng ta cứ chầm chầm vào mỗi cái việc là tắm rửa vệ sinh. Sư biết rất nhiều người một ngày họ phải tắm 3-4 bận họ mới chịu. Rất nhiều người họ phải nói là dọn dẹp nhà cửa đó, ngày phải dọn mấy lần. Thì cái đó là mình đã bị lố, bị over, bị quá, không cần thiết. Mình phải giữ cái vệ sinh tối thiểu, nhưng mà không nên quá mất thời gian vào những cái việc đó. Và cái thiện xảo thứ hai là mình phải cân bằng năm căn, quân bình các căn. Các căn ở đây là gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Để mà tiến triển trong thiền thì quý vị phải có năm cái thằng này. Năm thằng này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị khi quý vị hành thiền. Tính là cái gì? Tính ở đây là cái niềm tin. Tin ở đây đó, nó không có nghĩa là tin tam bảo, không có nghĩa tin tam bảo, mà tính căn ở đây là mình tin vào cái đề mục thiền của mình, tin vào cái vị thầy dạy thiền, tin vào cái phương pháp hành thiền. Tin như thế nào? Tin rằng cái đề mục mà chúng ta đang hành thiền đó là con đường mà chư hiền thánh đã đi qua, đó là con đường mà Đức Thế Tôn đã đi qua để đạt đến cái đạo quả vậy. Tin rằng bằng cái cách mà chúng ta hành thiền, thực hành theo cái sự hướng dẫn này, thực hành theo cái đề mục thiền này, thực hành theo cái phương pháp này, thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả là chứng đắc trong đời này. Nếu như không thể chứng đắc trong đời này thì cũng sẽ chứng đắc ở trong đời sau kiếp khác. Và ít nhất hiện tại chúng ta được an lạc, có cái niềm tin như vậy. Và cái tác dụng của tính ấy, chính là quyết định. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta tin cái phương pháp hành thiền thì chúng ta mới quyết định chúng ta thực hành theo cái phương pháp đó. Còn nếu như quý vị tới đây mà quý vị không tin thì cho dù sư hướng dẫn như thế nào đi chăng nữa thì quý vị cũng bỏ vào một bên. Cho nên cái niềm tin tối thiểu là mình phải có. Và tính không đủ chưa? Chưa đủ. Còn phải có tấn. Tấn là cái gì? Tấn chính là cái sự nỗ lực để thực hành. Khi mà chúng ta đặt niềm tin nhưng mà chúng ta không nỗ lực ấy, thì chúng ta không thể nào đạt được tới mục đích được. Tại sao mà
Bồ Tát của mình hành ở trong rừng sâu, trong những cái đêm mà mưa gió, mà Ngài vẫn miên mật Ngài tu tập hướng tới con đường giải thoát. Tại sao mà trong cái những cái nắng gắt trưa hè, Ngài vẫn tiếp tục miên mật hành thiền, tiếp tục đi trên con đường giải thoát? Tại sao vậy? Nhờ có sự tinh tấn. Nếu không có sự tinh tấn của Đức Phật, không có sự tinh tấn của chư hiền thánh tăng, thì làm gì có Phật Pháp của thời nay mà chúng ta tu tập? Cho nên mạng mạch của Phật giáo được duy trì là nhờ vào sự tinh tấn của mỗi một người, nhờ vào sự tinh tấn của mỗi một vị thánh tăng, nhờ vào sự tinh tấn của mỗi một vị phàm tăng, mỗi một vị cư sĩ hộ trì chánh pháp và thực hành chánh pháp. Đó hoàn toàn là nhờ vào sự tinh tấn. Không có một cái thành tựu nào ở trên đời mà thành công được mà thiếu đi cái sự tinh tấn. Cho nên sự tinh tấn nó rất là quan trọng. Cái gì mà tinh tấn nó chưa đủ, có niềm tin, có sự tinh tấn chưa đủ. Tại vì sao? Trong trường bộ Đức Phật có nói, khi mà mình đặt cái niềm tin sai lầm thì chúng ta càng nỗ lực, chúng ta càng xa rời con đường chánh pháp. Có những con người bỏ 5 năm, 10 năm, 20 năm tu theo một cái đường lối hành trì sai lầm, triệt tiêu hoàn toàn cái trí tuệ, chỉ đặt bằng cái niềm tin và cái nỗ lực hành trì tu tập sai con đường. Mà đời người có bao nhiêu cái 10 năm thưa quý vị? Tới cuối đời đó, giật mình phát hiện ra cái con đường mình đã đi nó sai lầm. Phật đạo thì càng lúc càng xa, con đường trước mắt thì mù mờ, tâm tối, mà không có cái gan để mà chỉnh sửa, không có cái gan để mà quay lại. Vì sao vậy? Vì hội chúng của mình đông quá rồi, bạn đạo mình đông quá rồi, lợi ích mình quá nhiều, không có cái gan để mà thay đổi. Đó là khi mà mình chỉ có mỗi cái niềm tin và chỉ có mỗi cái sự tinh tấn. Cho nên hai thứ đó chưa đủ, chưa đủ đâu quý vị. Nó còn cần phải có ba cái còn lại. Đó là gì? Đó là niệm, là định và là tuệ. Niệm là cái gì? Niệm là cái sự hướng tâm tới đối tượng, là cái sự bám lấy đối tượng. Cho nên chánh niệm sammasati, chánh niệm ở đây có nghĩa là cái sự ghi nhớ đúng đắn. Ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ cái đối tượng mà mình hành thiền. Ví dụ quý vị đang hành cái đề mục casino trắng, thì đối tượng để quý vị ghi nhớ chính là cái casino trắng. Mình không ghi nhớ bất kỳ một cái việc khác, để hết qua một bên, thì gọi đó là chánh niệm. Khi mà quý vị không có chánh niệm ấy, mà quý vị bảo là quý vị thờ Phật, quý vị kính Phật, quý vị lạy Phật, thì xin thưa là Phật ở đâu đó, chứ không phải ở trong tâm mình đâu. Tại vì sao? Vì Phật dạy mình phải sống chánh niệm, ghi nhớ cái đề mục thiền của quý vị. Mà mình không làm được chuyện đó, mà mình bảo là mình thờ Phật, mình lạy Phật, mình kích Phật, thì Phật ở xa lắm. Cái người mà gần Phật nhất chính là cái người hành trì theo lời dạy của chư Phật. Hành trì như thế nào? Sống chánh niệm, luôn ghi nhớ lấy cái đề mục thiền của mình, ghi nhớ để hành trì, ghi nhớ để chứng đắc, ghi nhớ để duy trì mạch mạch của Đức Thế Tôn. Cho nên mỗi người chúng ta là thích tử, mỗi người chúng ta là con của Phật, là đệ tử của Phật, là người nói cái dòng dõi của Thích Ca. Bởi vì sao? Vì chúng ta là những người sống chánh niệm, chúng ta có cái sự ghi nhớ đúng đắn, có cái sự ghi nhớ cái đề mục thiền của mình. Cho dù quý vị phải lo vợ, lo chồng, lo con, lo cái, cho dù quý vị phải lo cơm, gạo, áo, tiền, thì quý vị vẫn phải nhớ rằng chúng ta có một cái đối tượng để mà chúng ta nhớ lấy. Đó là gì? Đó là đề mục thiền. Trong những cái giây phút rảnh rỗi đó, thay vì mình mở điện thoại, mình lướt Facebook, thay vì mình mở, mình xem tin nhắn, thì quý vị nhớ lấy cái đề mục thiền của mình, quay trở lại cái đề mục thiền. Đó là quý chúng ta đang chánh niệm. Trong cái con đường tu tập, sư không cần biết là quý vị thất niệm bao nhiêu,
Sư không cần biết là quý vị dễ vui bao nhiêu, sư chỉ cần biết là quý vị đã dành được bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu những cái khoảnh khắc vì sống chánh niệm, sống với cái đề mục thiền của mình. Vậy là đủ rồi. Còn những cái chuyện mình dễ vui để qua một bên, không cần quan trọng cái chuyện đó. Nhớ. Rồi thế nào là định? Nhiệm vụ của định ấy là ở yên một chỗ. Nhiệm vụ của định là không chạy tán loạn. Nhiệm vụ của định là bám lấy, an trú lấy, ở yên một chỗ, giữ cho cái tâm của mình ở yên một chỗ khi mà chúng ta hành thiền. Nó được miêu tả là một cái tảng đá, nó kiên cố, nó không bị lay động, nó không bị xoay chuyển, thì chúng ta gọi là định. Cho nên ý, khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta còn bị ảnh hưởng, còn bị suy nghĩ về chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chồng, chuyện con, thì có nghĩa là cái định của chúng ta nó chưa có vững. Bởi vì sao? Cái tâm của mình ý, nó còn chạy lăng xăng. Cho nên chúng ta phải tăng trưởng cái định. Có nghĩa là sao? Tăng trưởng cái sự vững chắc của tâm khi mà bám lấy cái đề mục thiền, không cho nó chạy đi chỗ khác. Đó là nhiệm vụ của định. Bất kỳ một cái sự thành tựu nào ở đời đều phải có cái sự kiên cố của định. Ví dụ như một đứa bé đó, mà nó muốn giải được một bài toán, nó phải tập trung vào bài toán đó. Một người muốn thành công trong công việc thì họ phải tập trung vào công việc của họ, không để tán loạn. Cho nên ở Mỹ họ bắt đầu đưa cái việc hành thiền vào phổ cập trong xã hội. Bởi vì sao? Bởi vì đó, mặc dù chúng ta đi làm 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái thời gian thực sự mà chúng ta tập trung vào công việc nó không nhiều thứ gì. Có khi chúng ta tập trung được 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ đã là nhiều. Trong khi đó, khi mà chúng ta tăng cường, chúng ta hành thiện bằng cái định tâm đó, chúng ta sẽ tăng trưởng cái hiệu suất công việc. Chúng ta sẽ không bị chi phối bởi những việc này, việc kia. Cho nên cái định nó rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, huống chi là trong cái con đường giải thoát. Một người có định, họ sẽ không bị chi phối bởi những cái cám dỗ bên ngoài. Một người có định, khi hành thiền mà quý vị nghe một cái âm thanh chuông điện thoại chẳng hạn, thì tâm của mình nó không chạy theo cái tiếng chuông đó. Một người có định, khi mà nghe tiếng chó sủa, mình không chạy theo tiếng chó sủa, mà mình vẫn tiếp tục tập trung vào cái đề mục thiền. Đó là tác dụng của định. Và cuối cùng là tuệ. Tác dụng của tuệ đó chính là thấy rõ bản chất của sự việc. Cho nên chúng ta phải hiểu đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm. Cái con đường nào là đúng với chánh pháp, cái con đường nào đã được Đức Phật nhắc tới, cái con đường nào không có. Mà sư nói hoài, hồi xưa đó, cái thời nguyên thủy đó, người ta sợ cọp, sợ beo nó cắn. Xã hội hiện đại, người ta sợ chó, sợ mèo nó cắn. Còn người học Phật, nó sợ kinh nó cắn, không dám mở kinh ra coi. Kinh thỉnh về cho cả đống vậy đó, để lên bàn thờ quỳ lại chết bỏ, chớ hề mở ra coi. Mặc dù là sư nói mỏi miệng, sư nói khô nước miếng luôn, là mấy ông thầy, mấy ông sư đó, nói cái gì làm ơn mở ra coi kinh có hay không, vậy đó mà chớ hề mở ra coi. Như vậy. Mà quý vị biết là vào cái lúc mà Đức Phật chuẩn bị nhập diệt, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài A Nan, Ngài có nói là bạch Đức Thế Tôn, về sau này đó, làm sao để mà chúng con biết được đây là lời dạy của Đức Thế Tôn, đây không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói về sau này đó, sẽ có những cá nhân nổi tiếng, sẽ có những tập thể nổi tiếng. Nó có thể là một vị thượng tọa, một vị hòa thượng, hoặc một vị viện chủ. Họ có thể được ủng hộ bởi một cái tập thể, bởi một cái tăng chúng, một cái hội chúng đông đảo. Những con người đó có thể họ sẽ tuyên bố
Đây là lời Phật dạy. Đây không phải là lời Phật dạy. Đây là cách mà Đức Phật hành trì. Đây là cách Đức Phật không có hành trì. Đây là giới của Đức Phật. Đây không phải là giới của Đức Phật. Thì Đức Thế Tôn dạy chớ vội tin và cũng chớ vội bác bỏ, mà hãy đem những cái điều đó đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật. Nếu như những cái điều mà họ nói đó có trong kinh và cũng có trong luật, thì quý vị hãy an tâm là đây là những cái lời dạy tương ứng với lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn nếu như những cái lời dạy đó không có trong kinh hoặc không có trong luật, thì hãy chắc chắn rằng đây không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn và hãy bỏ đi. Vậy mà thời nay chúng ta sống đức tin nhiều quá mà trí tuệ nó xa xúc. Nhiều người dễ dãi lắm thưa quý vị. Đến chùa đó, thầy phán sao tin vậy? Chớ hề mà có chuyện mở ra coi. Chớ hề có chuyện hỏi thầy dạy vậy, sư dạy vậy, căn cứ vào đâu? Chớ. Cho nên cái tuệ nó rất là quan trọng thưa quý vị. Vì vậy đó, ngay từ đầu sư đã nói đừng phí thời gian tin theo một pháp môn, tin theo một vị thầy, nỗ lực tinh tấn mà không hề đặt ra một câu hỏi, không hề nghiên cứu, không hề suy xét, để rồi cuối đời phát hiện mình tu theo một cái đường lối sai lầm. Cho nên cái con đường tu tuệ nó quan trọng lắm thưa quý vị. Và khi mà chúng ta có được năm thứ này, tính, tấn, niệm, định, tuệ, thì con đường tu tập của chúng ta mới được cái sự đảm bảo. Cái con đường hành trì của quý vị mới có cái sự tăng trưởng. Còn nếu không, chúng ta chỉ phí hoài thời gian. Mà thời gian là cái thứ mất rồi, không lấy lại được cái gì. Kiếp người nó ngắn ngủi. Thì cái bài pháp ngày hôm nay tạm thời chấm dứt ở đây. Những cái mà có cái sự lợi ích giúp đỡ quý vị trong cái việc hành thiền, trong việc tu tập giải thoát, nó hoàn toàn là nhờ vào trí tuệ của Đức Thế Tôn và hoàn toàn nhờ vào trí tuệ của chư vị thánh tăng. Còn nếu như có một cái sai sót nào trong nội dung cũng như trong cách trình bày, đó là sai sót của cá nhân sư. Rồi, bây giờ thì cũng vừa đủ thời gian rồi, thì bây giờ chúng ta quý vị chắp tay hồi hướng ha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi la. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya
Itavata ca ammehi sambhataṃ puṇya sampadaṃ sabbe bhūtā anumodantu sabba sampatti siddhiyā. Itavata ca ammehi sambhataṃ puṇya sampadaṃ sabbe sattā anumodantu sabba sampatti siddhiyā. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me punyang asavakaya vaham ho. Idam me puñyam nibbānassa paccayo hotu. Mamam puñyam pagam sabba sattanam dhīma. Sādhu, sādhu, sādhu.